Ái và Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do tối thứ Tư mùng 2 tháng 10 năm 2013. Chúng tôi mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý. Luật sư Lê Quốc Quân bị tuyên án 30 tháng tù. Trung Quốc ký kết 20 tỷ đô la hợp tác với Indonesia. Kính thưa quý khán thính giả, luật sư Lê Quốc Quân, người từng công khai lên tiếng cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, bị tuyên án 30 tháng tù giam vì tội danh trốn thuế trong phiên xử tại Tòa án Hà Nội ngày hôm nay mùng 2 tháng 10. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Quân, nói với Đài Á Châu Tự Do. Kết quả của phiên xử là Lê Quốc Quân bị 30 tháng tù và công ty cũng Lê Quốc Quân bị chi thu khoản thuế cho rằng là trốn là 645 triệu và bị phạt gấp đôi số đấy nữa. Để còn các địa phương thì chỉ 8 tháng tù, còn thì diễn biến của phiên tòa thì viện kiểm sát thì là tòa án thì người ta đều thống nhất với bên cơ quan điều tra, tức là tóm lại người ta thống nhất với nhau hết. Còn mình những các cái quan điểm của luật sư đưa ra thì người ta không chấp nhận, mà có thế nào mà sai sót thì họ bảo đấy là do sai sót, do lỗi đánh máy. Luật sư Quân thì cũng phản đối, không thừa nhận hay phản cáo trạng và cục sát đọc tại tòa. Nói chung là cái là nhiều cái sai tôi đã trình bày trong cái bản bảo chữa của tôi và tôi đã có gửi cho gia đình luật sư Lê Quốc Quân. Phiên tòa được thông báo là công khai, nhưng mãi đến 10 giờ, vợ của luật sư Quân và một người chú của ông mới được cho vào tham dự. Những người khác đều bị chặn lại, cách tòa 1 km. Lúc phiên tòa kết thúc, bên ngoài tòa án có nhiều người tập trung phản đối, hô to. Phản đối phiên tòa bất công! Bất công! Luật sư Quân vô tội! Vô tội! Tiếp tục phần tin tối nay, thưa quý vị, 9 người thiệt mạng, 1 người mất tích trong cơn bão số 10. Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt Trung ương cho biết số người thiệt mạng tại Quảng Bình là 5 người, Thanh Hóa là 2 người và Nghệ An là 1 người. Tuy nhiên, theo báo Dân Trí thì Nghệ An có 2 người chết. Như vậy, số tử vong trong cơn bão số 10 là 9 người, 1 người coi như mất tích, 200 người khác bị thương. Thiệt hại tài sản là gần 400 căn nhà đổ, sập hoặc bị cuốn trôi, gần 30.000 ngôi nhà bị ngập nước, hàng trăm ngàn nhà khác bị tốc mái. Nhiều trường học và bệnh viện và những cơ sở công cộng cũng bị thiệt hại và hư hỏng tương tự. Thêm vào đó, còn có 120 chiếc thuyền bị lật, chìm hoặc hư hại trong bão tố. Nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, 2 hồ thủy lợi ở huyện Tỉnh Gia, Thanh Hóa bị vỡ. 4 hồ đập khác ở Thanh Hóa bị hư hại nặng. Tại Nghệ An, hồ Vực Mẫu xả lũ khiến làm thị xã Hoàng Mai chìm ngập trong nước. 20.000 hộ dân bị ngập lụt, 600 hộ phải di tản, trong đó 20 hộ ở mức độ nguy hiểm phải được di rời khẩn cấp. 11 xã ở cả Thượng Lưu lẫn Hạ Lưu cũng bị ngập nặng. Quay sang tin quốc tế, thưa quý vị. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đến thăm Indonesia vào ngày hôm nay trong một chuyến công du chính thức của ông tới Đông Nam Á từ sau ngày nhậm chức. Mục đích của chuyến công du 2 ngày là thúc đẩy quan hệ hợp tác và đối tác kinh tế song phương. Ông Tập Cận Bình đã hội kiến với Tổng thống Indonesia Bambang Yudhoyono và sẽ phát biểu trước Quốc hội nước này cũng như sẽ gặp gỡ các doanh nhân tại Jakarta. Chủ tịch Trung Quốc cũng sẽ chứng kiến lễ ký kết các hợp đồng thỏa thuận giữa hai nước trị giá đến 20 tỷ đô la, chủ yếu là các khoản vốn vay, khai thác mỏ, giao thông và hợp tác đầu tư. Trước chuyến thăm một ngày, Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận trị giá 15 tỷ đô la để giúp Indonesia nếu đồng tiền của nước này có vấn đề. Chỉ riêng trong năm nay, đồng rupiah đã mất giá hơn 16%. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama quyết định hủy bỏ chuyến thăm chính thức đến Malaysia và Philippines vào tuần tới trong chuyến công du đến châu Á vì lý do các cơ quan của chính phủ Mỹ đang bị đóng cửa. Tuyên bố của Nhà Trắng hôm nay cho biết Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry sẽ thay Tổng thống đến làm việc tại hai nước này. Theo kế hoạch trước đó, Tổng thống Obama sẽ lên đường tới châu Á vào cuối tuần này dự hội nghị APEC và Thượng đỉnh Đông Á trước khi đến Malaysia và Philippines. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hayden nói, hiện nay chính phủ bị hạn chế hoạt động, chuyến thăm hai nước là chặng cuối của chuyến đi đến châu Á của Tổng thống, nên nhân sự chưa được chuẩn bị xong, không thực hiện được kế hoạch như đã định. Bà cho biết Tổng thống sẽ tới thăm hai nước vào dịp khác cũng trong nhiệm kỳ này của ông. Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay lên tiếng bảo vệ cho quyết định đàm phán với Trung Quốc để mua hệ thống chống tên lửa tầm xa đầu tiên của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Ismet Yilmaz nói với báo Vatan rằng Trung Quốc chào giá tốt nhất và nhà chế tạo của Trung Quốc đã đồng ý tham gia một thỏa thuận đồng sản xuất với Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các đàm phán với công ty của Trung Quốc đã bắt đầu nhưng chưa có quyết định cuối cùng. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ,
trị giá hợp đồng gốc của hệ thống này là khoảng 4 tỷ đô la, nhưng phía Trung Quốc chào giá thấp hơn 3 tỷ đô la. Tuần trước, Antara đã thông báo quyết định đàm phán với tập đoàn xuất nhập khẩu máy móc chính xác của Trung Quốc về hệ thống chặn tên lửa tầm xa. Công ty này đã đánh bại các đối thủ cạnh tranh trong cuộc đấu thầu có sự tham dự của một đối tác giữa Raytheon và Lockheed Martin với Rosoboronexport của Nga và một tập đoàn vũ khí của Pháp và Ý. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả những chương trình này đều được chúng tôi đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achautuzo.info. Quý khán thính giả cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Hoài và Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.